bạn này là em chơi với bánh bèo không à? Ảnh bởi bánh gai, em bánh bèo. Anh bánh bánh mì. Anh là bánh ú. Mời bạn trai. Chào bạn. Dạ, em chào anh Quyền Linh ạ. Dạ, chào quý khán giả. Sao giọng khang dữ vậy? Dạ, hôm qua em làm MC hơi lố anh. Làm MC chương trình gì? Tối hôm qua làm chương trình khai trương tiệm áo cưới. Dạ. Tên là gì? Dạ, em tên là Trương Bá Ma Long ạ, 26 tuổi. 26 tuổi. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Em xin chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào quý vị khán giả. Chào bạn. Em tên là gì? Em dạ, đang ở đâu? Em tên là Trần Ngọc Hiền, năm nay em 25 tuổi và hiện em là giáo viên mầm non ạ. Sở thích của mình là gì nè? Dạ, em thích xem người khác biểu diễn lắm. Ví dụ như một người sơn đông mãi võ nè, hoặc là một người ca sĩ hát rong, có kiều kéo. Những người đó em đều rất là trân trọng ạ. Em thích MC không? Dạ, thích, thích cứ vô cùng. Anh bên bển làm MC á. Dạ. Bên đây có hai anh MC, một MC đám cưới và một MC đám giỗ. Không, MC không làm này phụ thôi. Người chính làm gì? Em hiện tại làm phó giám đốc của công ty bất động sản Lộc Sơn Hà. Rồi, lý do tại sao mình chưa có bạn trai? Dạ, lý do mà chưa có người yêu là chia làm ba giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là trước 21 tuổi. Là trong cái giai đoạn này là em chơi với bánh bèo không à. Ủa chơi bánh bèo là sao? Dạ là chơi với mấy bạn gái giống em nè. Gái dạ. Còn gọi bánh bèo. Em hay nói vui á, bánh bèo với bánh gai. Ảnh bởi bánh gai, em bánh bèo. Anh bên đây bánh mì. Anh là bánh ú. Rồi sau đó, sau cái giai đoạn chơi với bánh bèo, lên mình học cao đẳng á, thì mình tiếp tục chơi với bánh bèo. Tại vì giáo viên mầm non là chỉ tèo bánh bèo thôi. Dạ, rồi sau giai đoạn sau này là đi làm thì đa số là phụ huynh nè, hoa đã có chủ, không thể nào đập chậu mà cướp hoa được. Nên vì vậy mà ế luôn tới giờ. Bức ưu điểm của em là cái gì? Ưu điểm của em á, em nghĩ là em biết lắng nghe và em biết chia sẻ. Em sống rất là tình cảm. Khi mà người ta có những tâm sự gì đó, em nghĩ là em có thể làm cho người ta có thể vơi đi nỗi buồn. Dạ. Khuyết điểm của em á, thì em hay mít ướt lắm. Em hay xúc động khi nói về mẹ của em. Hoặc là khi mà em thấy một câu chuyện cảm động rồi đó trên TV thì em cũng xúc động. Mình muốn một cái người bạn trai của mình là một người như thế nào? Đối với người bạn trai của em á, ngoại hình nó là một cái ưu tiên mà không bao giờ em chọn hết. Cái đó không là... đúng rồi. Nói chuyện khó hiểu. Tưởng đâu là ưu tiên, tự nhiên ưu tiên mà không bao giờ em chọn hết. Cũng nói ngược nữa. Rồi. Nên em cần anh ấy có một sự chững chạc và điềm tĩnh. Tại vì em thích một người mà có cảm giác là cho em có sự an toàn. Vậy thôi. Chứ đơn giản vậy dạ. Trời. Đáp ứng được không em? Dạ em dư luôn anh ơi. Quá dễ luôn, cái đó mà không được nữa là em thôi. Em dư luôn. Dư luôn hả? Ưu điểm của em là gì? Khuyết điểm là gì? Có nói cho bạn gái bên kia nghe luôn. Dạ, ưu điểm của em thì rất là nhiều. Vui tính, hòa đồng, chịu thương, chịu khó, siêng năng, có tư duy thành công, yêu thương ba mẹ, bạn bè, gia đình và mọi người rất là yêu thương em. Nhược điểm của em là đôi lúc hơi nói nhiều tí xíu. MC mà anh. Rồi em thích làm cho mọi người cười. Mọi người cười vui quá, cái mình cười luôn, cái đôi lúc nó hơi lố tí xíu. Khuyết điểm gì nữa không? Ăn nhiều đó anh. Anh nói vậy đó, em thấy sao? Là anh là một mẫu người đàn ông rất là lý tưởng đối với những cô gái. Có lý tưởng nói với em không? Nói nhiều thì em hơi e ngại. Hơi e ngại hả? Dạ, tại mẫu người của em á là anh Đinh Tiến Đạt. Anh Đinh Tiến Đạt anh rất là ít nói. Có gì anh kiềm lại em ơi. Trong đó có một sự điềm tĩnh và em thấy là sự an toàn đó, em thích như vậy. Anh sẽ che chở cho em. Vì sao nãy nói không có cần ngoại hình? Đúng rồi, anh Đinh Tiến Đạt anh lùng lắm. Thì còn cái điểm nào mà không thích ở một người bạn trai không mà chị qua chị coi mặt? Em á hả, em không thích là cái anh đó mà lần đầu tiên gặp mặt em á mà hay đụng chạm một người của em á. Có những cái sự dê nhẹ nhẹ là không dạ, thích. Dạ đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Rồi còn gì nữa không? Dạ đơn giản vậy thôi. Rồi vậy thôi nha. Dạ vâng. Nhớ gặp người ta. Thấy cái mặt này quen quen ta. Nói chương trình em làm giám khảo đó. Bởi chị khen em đó. Chưa có bạn gái? Dạ có mà chia tay rồi chị ơi. À vậy là cái cô bữa hổm mà tới bạn có thực tài là bạn gái đúng không? Tôi nhớ cô đó đẹp lắm à. Dạ. Dạ. Vậy cái cô mà quay trên là bạn gái. Còn cái cô mà ra diễn chung với em là em gái. Nói chung xung quanh lúc nào cũng toàn là con gái. Dạ. Mà hôm nay đi lên bạn muốn hẹn hò, muốn tìm thêm một bạn gái nữa. Dạ. Dạ luôn. Dạ. Tham lam quá nha. Tại ở ngoài mình không có duyên, nhà chương trình trợ duyên giùm em. Phải không? Dạ. Thích cô gái cái mẫu lý tưởng giống ai? Dạ giống cô bạn. Ghê, ghê, dễ sợ luôn.
bộ bển sao không? Dạ hiền hậu, dạ dễ thương. Với chân dài nữa chị. Không có dài, chân cục lủng à. Được không? Dạ, mặc áo dài. Ai nói mặc áo dài? Dạ, nói chung là thường thường mấy cô giáo mà về mầm non á, thường thường hay mặc áo dài đồ, thương con nít, mẹ cũng thương con nít dữ lắm. Dạ. Cái đó là người ta đi dạy. Dạ. Còn bữa nay người ta mặc quần sọt. Quần sọt lửng, áo thun ba lỗ. Không, em nghĩ không phải vậy đâu. Em tưởng tượng ra mà em nhìn xuyên bằng đêm. Giờ mà. Cá không? Dạ. Giờ cá nè, nếu mà không mặc áo dài thua tôi cái gì? Cá luôn. Cá cái gì? Bao nhiêu cá em chơi luôn. Ba chơi chỉ điểm kỵ ba. Cho ba cái micro phỏng vấn ba cái ba chơi kỳ quá. Tại con lành hơn ba. Dạ. Dạ. Ba thấy cô bên này sao ba? Dạ, chấm 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 chấm. Ba cho được mấy điểm ba? Mấy điểm ba? Dạ này để con trai cho. Trời ơi sao hai cha con đá qua đá lại không vậy trời ơi trời. Em hôm nay mình tới tham gia chương trình với ai? Dạ hôm nay em tham gia chương trình với mẹ của em ạ. À. Vậy hả? Dạ. Ồ mẹ đâu? Dạ mẹ của em đây ạ. À. Dạ, dạ chào cô. Cô thấy bạn trai bên kia sao cô? Thì cái đó là do con của cô thôi chứ cũng... Cô có nhận định gì con không? Cô có góp ý thì con không? Mới gặp lần đầu thì thấy chắc nó nhiều. Dạ con cảm ơn cô, dạ, đó sở trường của con đó. Dạ cảm ơn cô rất nhiều. Rồi thì vậy thấy hai gia đình dễ quá mà, có nghĩa là bây giờ tùy là đôi trẻ thôi. Đó, đó, ông Mai qua, ông Mai qua. Dạ chào anh Nguyên Linh ạ. À. Chào cô giáo. Dạ. Tướng mặt một sọt có thun ba lỗ đẹp ghê ha. Nếu mà bạn thích một cái người biểu diễn cho bạn xem thì đây là đúng đối tượng rồi đấy. Dạ. Một anh chàng cũng rất là trai. Dạ. Nhưng mà cô giáo ít nói vậy, một cái người nói nhiều quá thì có ngại cái điều gì không? Dạ em thuộc dạng hơi điên điên với anh. Anh cũng không có nói ít lắm đâu. Chưa đúng lúc thôi, chưa bắt được kênh thôi. Anh cũng điên điên lắm. Hơi ấy ấy, cũng hai bên gặp nhau cũng dữ lắm mà. Thôi để hai người gặp nhau thôi ha. Bên đây đẹp trai, nói chung đẹp trai đó. Lanh lợi. Bên đây cũng đẹp gái vậy anh Linh. Đẹp gái. Chúng ta cho hai người gặp mặt nhau cái đã. Kéo màn lên. Kéo màn lên. Chưa từ từ. Cũng nôn quá à. 2 phút dành cho nhau, bắt đầu. Em xin chào anh ạ. À. Em xin chào em. Dạ. Em thích coi biểu diễn. Dạ đúng rồi. À, vậy em có muốn anh biểu diễn một tiết mục cho em coi không? Dạ, nếu anh có chủ ý. Ở đây anh có một cái hũ ha, cái hũ này trong này không có gì. Dạ, chắc chắn không có gì đúng không ạ? Để xuống. Rồi. Ở đây là trang giấy trắng. Em cầm cái quẹt, em bật lên. À, giữ nguyên nha. Rồi. Hai mình gặp nhau đúng không? Dạ. Tình cảm bắt đầu tìm hiểu nhau. Đó, anh ảo thuật gia nữa. Và một điều kỳ diệu xảy ra khi mà chúng ta nói chuyện với nhau đúng không? Tìm hiểu nhau thì nó sẽ đơm hoa kết trái ra một cái bông hồng. Và lần đầu tiên gặp gỡ thì anh không muốn quà tặng cho em. Dạ. Này. Một cái nhẫn. Trời. À, anh mua nhẫn cặp nha. Đó, hai cái hộp màu xanh giống nhau. À, màu xanh là màu xanh của hy vọng. Dạ. À, anh hy vọng mình là điểm đích cuối cùng. Đưa tay ra. Điểm đích cuối cùng là hai đứa mình đó. Em không. Em có một cái quan niệm như thế này, khi mà quen á là phải 4 giai đoạn. Đầu tiên là khởi động, vượt chướng ngại vật, rồi tăng tốc rồi mới về đích. Chưa gì về đích em không chịu. Không không, cái này không phải đích, cái này mới khởi động thôi. Giống khởi động vậy hả? Giống. Khởi động, khởi động, khởi động. Em thích đeo ngón nào? Em nghĩ là ngón đầu tiên. Rồi dù gì cũng nhận rồi, cho vàng hóa tay đi các bạn. Anh không tặng em bông hoa đó hả? Bông hoa để tạo thật. Cái bông hoa đó người ta đi kiếm cơm đó. Chết chưa? Mà quan trọng bông hoa tới cái nhẫn chưa mà. Tiêu chuẩn một người bạn gái của anh là như thế nào? À, cao. Dạ. Nguyên. Dạ. À... giả vờ hiền được không anh? Anh nghĩ em là một người rất hiền hậu, tại vì anh cũng có biết coi tướng nữa. Dạ, anh chỉ cần một người vợ hiền thôi hả? À, hiền, lãnh đen, có thể chăm anh giống như chăm em bé vậy đó. Với lại có chí cầu tiến. Dạ. Anh nghĩ chí cầu tiến vậy là tương lai anh sẽ làm gì? À, cái mục đích của anh tương lai thì nó rất là lớn. Dạ. À, mục đích của anh là có một cái biệt thự. Dạ. À, cái biệt thự đó sẽ có ba mẹ anh. Dạ. À, nhà em, bên em, ở chung với nhà cho nó vui. À, có cái hồ bơi đó, chiều chiều mình sẽ dắt con ở đó bơi đó.
Anh sẽ mua một chiếc mui trần. Tại giờ mà xế hộp thì nó kín quá, chạy không ai thấy hết á. Anh thì hay đi show lắm, anh sẽ chở em và con đi cùng. Chúng ta vừa đi vừa ngắm cảnh, tuyệt vời, đúng không ạ? Ước mơ của anh nó khác hẳn ước mơ của em. Ước mơ của em là gì? Ước mơ của em là có một ngôi nhà tầng trệt thôi, cấp 4. Bình thường, xung quanh nó trồng nhiều cây và hoa. Và đi xe, anh thích đi xe đạp thôi. Không thích mua trần chứ. Nếu như vậy thì anh sẽ để một cái nhà cấp 4 sát bên cái biệt thự. Em buồn buồn thì hai đứa mình có đó ở. Anh sẽ mua một chiếc xe đạp, anh sẽ trồng nguyên một vườn hoa cho em, anh cũng thích hoa lắm. Rồi ước mơ thì đủ lắm rồi. Mua trần mà xuống xe đạp. Bây giờ vậy nè. Không, để chiếc xe đạp tới bước nữa. Rồi rồi, tạm dừng ước mơ của bạn lại đi. Yeah. Chúng ta nói chuyện về hôn nhân và gia đình, quan điểm thế nào về tình yêu. Có vẻ như là em có vẻ hơi là kén chọn tình cảm đúng không? Em trong tình cảm em rất là nghiêm túc. Không kén chọn. Nhưng mà khi mình đã chọn thì là mình sẽ gọi là quyết tâm với cái sự lựa chọn của mình. Căng thẳng quá. Em làm anh căng thẳng quá. Anh là một người rất là hài hước. Anh thích anh thích nhìn thấy nụ cười rất đẹp của em. Cảm ơn anh. Mà em cầm cái nhẫn với bông hồng của anh là anh vui rồi đó. Hết thời gian. Như đó ta cũng đã cảm nhận về nhau rồi. Vấn đề là chúng ta sẽ quyết định có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Hãy nói thật với trái tim của mình. Hãy suy nghĩ thật kỹ. 3 2 1. Hết thời gian. Lý do tại sao bạn lại bấm nút? Em nghĩ là khi mà gặp một người đó, trong một lần là mình không nên đánh giá. Mình sẽ có một cái khoảng thời gian nào đó để mình quyết định. Và em nghĩ là mình nên cho mình một cơ hội. Còn em? Em đã nhìn thấy gì ở cô gái này? Dạ, em thấy bạn gái có sự hiền hậu, khiêm tốn, dễ thương. Cô giáo mà. Dạ, dễ gần. Thì chúc mừng hai bạn, gửi tặng hai bạn con bé xem phim. Dạ. Và đây là hai phần quà tặng cho hai bạn. Nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúc mừng hai bạn. Chúng ta có giờ đưa nhau đi xem phim. Ý là đập vào mắt mình là thấy mình sạch sạch với thơm thơm với ngon ngon được rồi. Ngon là sao trời? Cặp đôi đầu tiên chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cặp đôi thứ hai thế nào? Cũng chưa biết, chúng ta chờ xem. Hả màn. Và bây giờ mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai. Mời em. Chào em chào chị Cát Tường, anh Hoàng Linh và tất cả quý vị khán giả. Em tên là Mỹ Linh và hiện nay em 23 tuổi. Hiện tại em là kế toán viên. 23 tuổi, kế toán viên. Mời bạn trai. Chào bạn. Bạn tên gì? Dạ, em tên Nguyễn Tùng. Hiện tại em là làm bên điều hòa không khí. Điều hòa không khí á? Dạ, là bên máy lạnh á. À, cái điều hòa không khí nghe là lạ vậy. Tùng năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, em nay 25 tuổi anh. 25 tuổi, bạn quê đâu? Dạ, quê ở Gò Công Tây, Tiền Giang. Lên thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Lên thì cũng 3-4 năm rồi anh. Hôm nay muốn lấy vợ chưa? Nhà cũng hối nhưng mà chưa kịp để kiếm người. Đó giờ chưa kiếm được người nào hả? Dạ kiếm được rồi nhưng mà chưa hợp ý. Sao thì mới hợp ý bạn? Tính em hơi khó, nói em hơi cọc cằn hay là đi làm mệt một cái gì giống như gia trưởng. Dạ, tính này căng rồi nha. Không phải là gia trưởng hẳn, nói chung là mình có một cái công tác riêng của mình. Linh thì sao? Linh nói một chút xíu về bản thân mình. Nói một cách chi tiết là có bao gồm là trẻ con nè, già nè, lùn nè, xấu nè, nói nhiều nè, nói nhiều nhiều khi nói nhảm nè, rồi là lạp lạp vân vân mây mây là rất là nhiều. Một bên thì khó nói, một bên thì nói quá trời là còn bla 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 bla, có nghĩa là còn dài lắm á. Lúc vui thì em thích dọn dẹp nhà cửa, lúc buồn em cũng thích dọn dẹp nhà cửa, không vui không buồn em cũng thích dọn dẹp nhà cửa. Là người rất sạch sẽ ngăn nắp đúng không? Em ơi, nhưng mà chàng trai bên đây hơi cọc cằn, gia trưởng em có sợ, có lo lắng gì không? Thì hồi trước em cũng có học võ, nhưng mà em học không lo gia trưởng, không lo cọc cằn gì hết trơn á. Vậy là không lo rồi, đau rồi. Bạn đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ anh là 2 mối tình. Lý do là cọc cằn người gia trưởng người ta không thích, ta chia tay. Không, mối tình đầu của em thì là thì nó xa xôi quá, với hai nữa cái tính của mình với bạn nó không hợp thì mình rút lui. Còn bạn thứ hai? Bạn thứ hai thì mấy tháng à, mình có quen thử thôi nhưng mà thấy thương nhưng quen, mà quen thử nữa. Quen đó là mình mấy tháng là mình quen thử để mình, nhưng mà thấy cái phong cách của nó không giống của mình thì mình dừng lại.
Mà trai miền Tây á là nhậu dữ lắm nè bạn, quất được mấy xị? Trước khỏe thì em được cái lít, nhưng mà giờ em được chừng khoảng mấy xị anh chị. Mấy là mấy? Chừng xị là xỉu rồi. Phải không? Dạ. Trời ơi, có thích bạn trai nhậu không? Dạ, nếu mà nhậu mà ví dụ có nhậu á, mà nhậu với ba em á, một là nhậu xong rồi ngủ đi. Rồi em thích một cái mẫu người bạn trai là người như thế nào? To, cao, cảm giác là nhìn vào là sạch sẽ. Ví dụ gặp em thì phải sạch sẽ. Sau lưng em sao em không biết, đập vào mắt mình là thấy mình sạch sạch với thơm thơm với ngon ngon là được rồi. Ngon là sao trời? Ngon là sao? Thì cảm giác là thơm thơm rồi, ý đại loại vậy thôi. Dạ. Không, nhưng mà ngày mới lạnh thì nó bụi mà nó dầu nhớt nhiều lắm, em nghĩ như thế nào? Ví dụ có gặp em thì cũng nên rửa hay gì đó cho nó sạch sạch tí. Em là có mấy mối tình rồi? Dạ, hiện tại hồi đó giờ là em chưa có mối tình nào gọi là đúng hết, là toàn là em đơn phương thôi. Em đem giác cưa đi rồi em giác cưa về, em tự đổ. À, dạ. Có nghĩa là một mình yêu đơn phương, chưa có một cái mối tình nào gọi là bạn trai bạn gái hẹn hò thật sự hết. Dạ, có một lần là cũng nói chuyện qua lại qua mạng rồi cũng gặp nhau ngoài, là bạn đó sinh năm 94, nhỏ hơn em. Thì hai người xem phim thì em dụ bạn đó coi phim ma. Em sợ em vậy đúng rồi. Rồi có á được cứu đầu không? Dạ, tại vì bạn nó cũng ngại nên cái em cũng báu lên được thôi, chứ em chẳng làm được gì hết á. Rồi bây giờ mình có cái điểm nào không thích về cái người đàn ông không, để chị coi cái chuẩn gì dò mặt. Dạ, làm ma cho em nè. Như bạn trai đó đừng có biết hát, hát dở càng tốt. Thứ hai là đừng có lãng mạn, đừng có nghệ sĩ quá, em thích người nghệ sĩ. Kìa. Mấy người mà hát hay á thì chót lưỡi đầu môi lắm chị. Em chỉ thích người nào ví dụ yêu em á thì đừng có nói là anh yêu em, mà nói là anh thương em thôi. Nghe nó chân thật hơn. Bên kia nghe chưa? Nghe rất kinh nghiệm nha. Chút mở màn lên là anh thương em. Thương em. Em giờ hát một câu đi coi dở cái nào, hát càng dở kia càng khoái đó. Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay. Chuẩn là anh tại dở rồi, em hiểu dở. Không, đúng rồi, dở rồi, anh nói hát dở rồi, anh nói hát hay. Người mẫu lý tưởng của bạn như thế nào? Giống như là Thanh Ngọc hoặc là Minh Hằng gì đó. Thì chuẩn gì đó. Thì mình ước mơ mà. À, ước mơ. Ước mơ. Có quyền, có quyền. À, có quyền, đúng rồi. Cái gì mà bạn không thích ở người phụ nữ? Em không thích là phụ nữ mà nó nhuộm tóc mà màu vàng hoặc là cái xanh đỏ gì đó. Hoặc là trang điểm mà nó lố lăng quá, em không thích. Thứ hai nữa là cách ăn diện mà nó đơn giản thôi. Ừ. Thì nó đẹp, nặng quá thì thôi. Thua. Vậy sao thích Minh Hằng với Thanh Ngọc? Thích cái đó là thích, nhưng mà cái bản thân của mình thì khác. Rồi bạn có những ưu khuyết điểm như thế nào? Nói chung là em có thể sửa được điện nhà hoặc là tất cả bếp ga hay là cái gì ở nhà mình đều sửa được hết. Khuyết điểm của em thì ít nói, ngồi mình hay làm cái gì đó mà mình không thích người thứ hai. Rồi có vợ ngồi bên cũng thích luôn. Thì cái đó là khác anh. Cái đó cũng là cái cá tính ha. Dạ. Linh thì sao? Em không thích bạn trai quá chiều chuộng mình. Tại vì em là tiếp người là cả thèm chóng chán. Nên là nếu mà chiều chuộng em quá thì em sẽ dễ chán lắm. Với lại em chưa yêu lần nào nên em cảm giác là phải có cái gì đó nó thú vị, nó khác. Thì em mới... Kiểu nó phải cà giật phải không? Dạ. Hẹn tối 7 giờ qua rước đi ăn, cái là 7 giờ đứng đợi hoài nó không tới vậy đó. Kiểu dạng gì là thích đúng không? Ý là đừng có chiều quá thôi. Em đi lên đây với ai vậy? Em đi với lại em họ em. Chào em. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Em thấy cái cá tính của chị em họ em có lạ lùng không? Dạ có. Rất là dễ tin người á. Khi có một người nào đó mà đối xử quá nhiệt thành hoặc là chân thành với chị em á, là chị em kiểu giống như là cứ tin là người ta là như vậy. Rồi sau đó là tự mình siêu lòng, rồi tự mình làm mình tổn thương mình. Chắc là anh này sẽ đáp ứng được yêu cầu của chị. Tại vì nhìn anh rất là giống như là một kiểu mẫu của người trong gia đình. Nhìn anh giống cậu ba lắm chị. Giống cậu ba lắm hả? Chào bạn. Cậu ba anh có vợ chưa? Dạ cậu ba là anh của em đó chị. À vậy hả? Thích mẫu người con gái hay sao? Nói chung là biết thương gia đình và biết nấu ăn hoặc là lo lắng gia đình. Không thích thì không thích phụ nữ nhậu thôi. Nha. Có nhậu nhiều không? Em không biết nhậu. À, dạ. Ba em thì nhậu ba được, chứ em không có nhậu đúng dạ. không? Em ngồi ngó nhậu hết thôi. Hồn, không sao. Được, không có nhậu bạn ơi. Nói chung là nhậu không tốt đâu, không? Chào anh. Trời em, giống anh ba lắm à. Dạ, anh ba chị mẹ nhà em á là ba mẹ em á. Ủa vậy hả? Trời. Nhưng mà tại sao em thích lạ gì, thích cái người hát không hay, là thích cái người không chiều mình. Ít chiều thôi, chứ không phải là không chiều. Ừ. Dạ. Chiều ít thôi, dạ. Thậm chí không có càng tốt. Không. Chúng ta có 2 phút để cùng trò chuyện và cảm nhận về nhau. Kéo màn. Hai phút bắt đầu. Quay lại chào ba luôn. Chào anh.
các bạn đúng không? Em cảm ơn ạ. Anh nghĩ về mình sao? Em thì không giống ba em. Không giống. Giống ba em mà kêu bằng bác rồi. Hồi nãy em quên hỏi em, quê em ở đâu? Em ở đây ạ. Ở đây luôn. Dạ. À, em nghe nói là nhà anh ở Tiền Giang. Thì lâu lâu anh có gọi điện thoại về không ạ? Không, anh thường là anh chủ nhật anh không có làm, anh sẽ chạy về nhà. Anh một ngày dành chủ nhật ở nhà. Rồi xong dạ. Thứ hai anh lên làm. Ví dụ như có dịp đặc biệt gì thì anh có hay tặng quà cho ba mẹ không anh? Không, quà thì anh không tặng, nhưng mà anh cái gì nhớ cho nhà mà thiếu gì thì sẽ mua. Dạ, ở đây cũng có quan tâm gia đình đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ. Em đang trong quá trình giảm cân á, thì em giảm được 15kg rồi, thì anh nghĩ em có cần giảm nữa không? Không, được, cái này là chuẩn rồi. Chuẩn à? Chuẩn rồi. Thì em cũng cao lắm, em cũng 1m mấy lận. Thì anh cao bao nhiêu ạ? Anh cao 1m77. À, em cao tới 1m55 lận, nên chắc được. Không giống với em anh đưa rồi. Ấn tượng ban đầu lúc mà anh gặp em thì anh cảm giác em là người như thế nào ạ? Cái nghĩ là khó lắm hay là sao đó. Nhưng mà mình cũng khó, nhưng gặp người khó hơn thì sao? Nhìn em rất là khó hả anh? À, nhìn kỹ nhưng khó nhưng mà không khó. Dạ, nhìn kỹ khó nhưng mà khó thiệt đó anh. Nếu mà may mắn là mình thành đôi á, thì lúc mà về ra mắt, không phải là gọi là ra mắt mà về ví dụ như có đưa đón nhau đi chơi á, thì gặp ba mẹ em thì anh sẽ làm những gì và như thế nào? Chào hỏi đầy đủ hết thì xong rồi, xong thì anh xin phép về video đó thì xin phép. Em nghĩ là nếu mà được thì có thể là hẹn hò thử. Okay. Thử, hẹn hò thiệt chứ hẹn hò thử. À, dạ thiệt. Cảm giác cô gái trước mặt như thế nào? Đẹp, xinh, cũng giống như cái người mình đang tìm. Nói một câu gì thật là tình cảm trước khi chúng ta quyết định. Mình đi xem phim ha. Em thích người không lãng mạn, vậy được rồi. Hết thời gian. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Đây, suy nghĩ thật kỹ nha. Xem nhịp đập con tim mình như thế nào. 1 2 3 Hết thời gian. Không, tôi rất là bất ngờ. Tôi nghĩ là bạn nữ sẽ bấm chứ. Tại vì em thật sự là em không thích người gia trưởng. Em không dám nói. Tại vì ba em là người gia trưởng nên em. Nãy giờ tôi thấy hai bạn trò chuyện nhau, tôi thấy rằng cũng hợp. Và hình như là tôi nghĩ chắc chắn là 100% bạn nữ sẽ bấm. Anh với anh gia trưởng, tại vì khi anh nói thử người gia trưởng thôi, người có đồng ý không? Tại vì anh có tính có lúc đôi lúc gia trưởng, đôi lúc là không. Anh phong cách anh là nói chung cũng hơi trầm trầm chứ không phải là gia trưởng. Hai người phong cách cũng lạ. Cũng là rất là tôn trọng quyết định của hai bạn, mặc dù có làm cho tôi anh Quyền Linh hơi ngỡ ngàng một tí xíu, nhưng mà không sao, chúng ta cũng là những người bạn với nhau. Hy vọng rằng các bạn sẽ tìm thấy được hạnh phúc của mình một ngày gần nhất. Và đây là quà tặng của hai bạn, nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Cảm ơn nhiều. Chúc mừng lại được nhiều. Ông chủ sắp đặt cũng làm ai rồi, cái thôi quen được đâu chắc chừng nửa năm, lộn nửa tháng chứ, nửa tháng chứ không có được nửa năm. Mới có quen có nửa tháng mà người đó hối cưới quá. Mối tình thứ ba thì do bạn bè cũng gài kèo vô. Ờ, yêu mà gài kèo nữa được bao lâu? Rồi cái cũng quen chắc cũng được nửa tháng. Xin mời nhà gái. Mời đi em. Trời ơi. Mời nhà trai. Này, ngồi đi em. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Em xin chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quỳnh Ninh và em chào anh trai ở bên kia. Chào tất cả các quý vị khán giả có mặt ở dưới. Em xin tự giới thiệu, em tên là Phạm Thị Ái. Năm nay em 29 tuổi. Quê em ở Hải Phòng nhưng mà hiện em đang công tác và sinh sống tại Tây Ninh. Em là giáo viên toán cấp 2 ạ. Bây giờ em đang sống ở Tây Ninh hả? Dạ đúng rồi ạ. Giáo viên toán đó bạn ơi. Tên là gì? Dạ em tên là Ái ạ. Ái hả? Dạ. Tên dễ thương quá. Rồi mời bạn trai. Em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Chị Hồng Vân và bạn nữ phía bên chào kia. Tất cả mọi người ở trong hội trường của hôm nay, ngày hôm nay. Em tên Trịnh Ngọc Điền, 44 tuổi. Em ở Tây Ninh. Em làm nghề sửa điện thoại di động. Trời ơi. Bạn trai lớn hơn bạn mười mấy tuổi lận đúng không? Dạ được ạ, à, em thích những người lớn tuổi ạ. Đó là gu của em đúng không? Dạ đúng. Trời rồi ạ. Mừng quá. Người lớn tuổi chững chạc em ơi. Em giới thiệu cho bên đó biết cái ưu và khuyết của mình đi. Em thì vui vẻ, hòa đồng với mọi người và
thích ca hát. Được rồi, có tính ca hát là vui rồi. Dạ. Nhân chương trình đây thì em xin gửi đến chị Hồng Vân, anh Quyền Ninh, bạn trai bên kia và cùng mọi người một bài hát được không ạ? À được chứ, em hát đi. Thì em xin hát bài Không Có Tình Yêu ạ. Người yêu hỡi có lúc mình hờn trách nhau khi xa vắng nhau. Người yêu hỡi có lúc trời làm cơn mưa rơi rơi rất lâu. Em giận hơn vu vơ thế thôi. Em chỉ mong sao mưa đừng rơi, vì em biết sẽ chẳng thể nào cách xa anh trong phút giây. Vì em biết nước muôn ngày mình có nhau vẫn luôn đong đầy. Thôi thì mưa rơi rơi cứ rơi, em ngồi đây vẫn mong giấc mơ về anh. Trời ơi, ngoài kia quá. Đang mưa mà em vẫn ngồi đây để mà em ôm giấc mơ về anh. Bên kia hát bên đây mặt căng thẳng dễ sợ luôn. Căng hả? Sao vậy? Đó, cười tươi thế này đi em trai. Rồi bây giờ em có điểm yếu gì không? Dạ, em nói hơi nhiều và đôi lúc là hơi nóng tính. Hơi nóng tính phải không? Rồi bây giờ nè, em trai. Dạ. Em có ưu điểm gì? Ưu điểm của em thì cũng hơi nhiều. Hơi nhiều quá hả? Ưu điểm hơi nhiều luôn, ghê thiệt chứ. Ưu điểm gì đâu nói, để em quạt ngay chơi coi. Ưu điểm đặc biệt là em cái tánh em thì rất là đầm, không có nóng. Ai mà cư xử như thế nào em cũng có thể từ từ mình giải quyết được. Vậy là hợp á, bên kia nóng á, là em đầm được rồi. Rồi khuyết điểm là gì nè? Khuyết điểm của em á, là đôi khi em nói chuyện với bạn bè hơi nhiệt tình chút xíu. Đôi khi là mình có thể nói là cái lời nói mình nó nói trước cái đầu suy nghĩ đi. Nên cũng đôi lúc có thể là dễ làm cho bạn bè không có được vui lắm. Bây giờ bạn gái nói thử cho bạn kia biết cái về vấn cái tình trường của bạn. Có mấy tình yêu rồi? Em thì mới có một mối tình thôi ạ. Cách đây bao lâu? Từ thời em còn sinh viên. Thì sau một thời gian thì anh ấy ra trường và quê cũng ở xa, công tác ở xa. Em thì lại còn đang học. Nên là dần dần cái khoảng cách nó giãn dần ra. Và cuối cùng thì chúng em chia tay. Chia tay có nghĩa là bạn yêu trong bao lâu? Dạ, được khoảng 4 tháng ạ. Ôi ôi, mối tình dài vậy sao? 4 tháng thôi, một mối tình duy nhất trong 4 tháng đầu đời thôi đúng không? Dạ, đúng rồi. Bao nhiêu năm độc thân rồi? 9 năm ạ. 9 năm rồi nha bạn. Còn em mấy mối tình nè? Em thì có 3 mối tình. Dữ ha. Mối tình đầu là tình yêu đơn phương. Còn mối tình thứ hai thì do ông chủ cũng sắp đặt, cũng làm mai. Rồi cái thôi quen được đâu chắc chừng nửa năm. Lộn nửa tháng chứ. Nửa tháng chứ không có được nửa năm. Thôi yêu mà lộn nữa. Yêu nửa tháng. Mới có nửa tháng mà kiểu như mình mới có quen cái nửa tháng mà người đó hối cưới quá. Rồi cái mình cũng chưa có, lúc đó chưa có tạo dựng được cái kinh tế vững chắc gì. Trời ơi, quen mới có nửa tháng tức 15 ngày là hối cưới rồi hả? Bỏ đi mối tình thứ ba đi, coi sao. Bỏ đi. Rồi. Còn mối tình thứ ba thì do bạn bè cũng gài kèo vô. Trời ơi, yêu mà gài kèo nữa. Được bao lâu? Rồi cái cũng quen chắc cũng được nửa tháng. Đâu để tôi qua tôi coi người con trai nửa tháng. Người đàn ông chứ, người đàn ông nửa tháng. Ôi ôi, ngắt ngang bao lâu rồi? Cách này chắc cũng phải trên 6 năm. 6 năm? 6 năm. Như em mong muốn cái mẫu hình bạn gái của em phải như thế nào? Mẫu hình bạn gái của em thì trước tiên là phải con nhà đàng hoàng, lương thiện, nói năng phải nhã nhặn. Rồi da sáng dáng cao. Nói chung còn nhiều lắm. Vừa mới nói thử coi. Em nói thử đi. Nói chị thử coi là cái xác suất bên nhà gái chị có đáp ứng được không nè. Mình ống chỉ hay là mình dây đó. Dạ đúng rồi, mình dây. Mình dây. Dạ. Rồi sao nữa? Quen bạn gái với em nó hơi khó khăn ở chỗ là tại em lớn tuổi. Mà em nhắm toàn mấy người trẻ trẻ không à. Nên tao cũng thích em lắm. Em thích con gái trẻ đúng không? Dạ. 29 tuổi là trẻ chưa đối với em? Dạ, cũng tương đối là trẻ rồi. Trẻ rồi đúng không? Đúng, nói già rồi là mệt lắm. Ông qua ông coi nhà gái tôi có đáp ứng được không? Chàng trai yêu 15 ngày. Khó tính rồi nha. Để tôi qua tôi kia kiếm người yêu cho anh 15 ngày nha. Trời, yêu hai mối tình đúng 15 ngày chứ. Chắc không được rồi anh. Em mập mà. Không, bên đây như anh đâu. Không, bên đây mình dây là ok rồi. Quá được luôn. Da trắng dáng gì quên rồi. Da trắng dáng cao. Cười xinh, con nhà đàng hoàng, lương thiện. Em gái, em không thích điều gì ở đàn ông? Em không thích đàn ông gia trưởng. Tính cách mà trẻ con là em cũng không. Anh này không có trẻ con đâu. Em có cái hình mẫu lý tưởng nào không? Em thì cũng không yêu cầu quá cao về ngoại hình đâu ạ. Miễn là cao hơn em, chắc khoảng 1m7 lên được. Được. Rồi bây giờ nè, mình hỏi ý kiến người thân coi sao nha. Mà thấy cũng ổn đó. Ổn á, ổn á. Em đi với ai em gái? Dạ em đi với các anh chị đồng nghiệp ở dưới ạ. Lực lượng đông đảo vậy đó hả? Dạ đúng rồi. Rồi chào cả nhà như chung trường đúng không? Dạ. Chào các thầy cô giáo. Dạ em xin chào anh Quyền Linh,
Chào chị Hồng Vân. Chào. Hai MC duyên dáng dễ thương của chương trình. Rồi, cảm ơn em. Xin chào quý vị khán giả trong trường quay. Chào em Nam bên nhà trai. Em là đồng nghiệp với em Ái. Về bạn Nam bên này thì cô thấy là chững chạc, vui vẻ. Thì cô cũng thấy là hợp với em đó ấy. Cô cũng hy vọng là hai em cho nhau cơ hội để tìm hiểu, tiến tới xa hơn nữa. Xin hết. Cảm ơn cô. Điền đi với ai Điền? Dạ em đi với chị ruột với anh rể. À chị ruột anh rể hả? À, chào gia đình Điền. Chào anh Quyền Linh với chị Hồng Giang. Chào bạn gái. Chào gia đình bên gái luôn. Chào khán giả trong trường quay. Em tên là Trịnh Thị Bích Phượng. Chị thấy như này Điền, chị thấy bạn gái bên đây cũng dễ thương lắm. Cũng đúng tiêu chuẩn của em rồi. Thì thôi tiện chúc hai đứa cho nhau cơ hội để tìm hiểu thêm. Yeah. Rồi cảm ơn chị. Gái rất là gãy gọn luôn á. Gọn, nhanh gọn lẹ. Bây giờ mở màn cho anh 15 ngày nha. Chuẩn bị kéo rào. Em chào anh ạ. Nhưng ngày hôm nay ngày đầu tiên mình gặp nhau anh cũng xin phép tặng nha. Dạ em cảm ơn anh. Sao nè, da trắng dáng cao nè, mình dây nè, đúng chưa nè? Dạ, lần đầu tiên gặp nhau thì em cũng có món quà tặng anh. Bình thường em đọc sách thì cảm thấy tâm hồn nó rất là thanh thản, nên là cũng hy vọng anh có những cái phút giây như vậy ạ. Dạ, anh cảm ơn. Cảm ơn em hồi hộp quá. Anh thấy em cũng rất dễ thương. Dạ, em cảm ơn ạ. Cho em hỏi anh là anh nghĩ thế nào mà khi mà ví dụ giả sử như là mình thành đôi, sau này thành vợ chồng chẳng hạn, thì anh nghĩ thế nào về việc mà chia sẻ cái công việc nhà với vợ? Cái vấn đề đó thì anh nghĩ là nam nữ bình đẳng mà. Thì người một việc giúp đỡ nhau để mình phấn đấu để, cho tương lai. Nếu mà mình có điều kiện thì mình mướn thêm người làm nữa, mình khỏi phải làm. Dạ. Rất là thực tế luôn. Rồi hiện giờ là anh, ba mẹ anh còn đúng không ạ? Rồi anh chị em gia đình anh thì giờ chỉ còn anh với mẹ anh thôi. Vậy có nghĩa là phải có cái chuyện làm dâu đúng không? Dạ, chắc chắn phải làm dâu rồi. Mà làm dâu nhà anh dễ lắm. Đâu có gì đâu làm đâu. Em thì em cũng không ngại làm dâu, bởi thực ra là em ở trong đấy có một mình thôi. Nên là em cũng rất là muốn có một cái gia đình mà có đầy đủ, như là có mẹ thì càng tốt. Ở đó là cái góc nhà thờ á. Nếu mà làm dâu nhà anh hơi cực xíu. Cũng mới nói là không có làm anh... gì giờ tự nhiên nói cực. Cực là cực sao? Ví dụ như một năm ở nhà có chừng 7-8 cái đám giỗ gì đó. Hằng năm 7-8 đám giỗ hả? Dạ. Vợ phải làm phụ đám giỗ hả? Nếu mà vợ chồng thì phải chia sẻ. Có anh chị em là về phụ chứ đâu có phải là mình làm đâu. Nếu kẹt quá mình mướn người ta nấu có gì đâu. Giờ cũng vậy. Giờ nếu mà em đồng ý cho anh bước tới á, thì mình sẽ tạo cái khoảng thời gian để mình tìm hiểu thêm. Dạ em cũng rồi, muốn đồng ý là ví dụ như là mình có cơ hội với nhau á, thì mình cũng phải tìm hiểu. Qua năm thì mới tiến tới hôn nhân được. Cũng có thể. Cũng có thể. Nói câu gì với em gái cái nắm tay cái cảm giác làm sao? Yeah. Đến đây rồi thì mình anh cũng muốn mình tìm hiểu với nhau. Em thấy con người anh như thế nào, em có thể em cho anh cơ hội. Em thấy con người anh thì thật thà, cũng tình cảm. Nắm tay thấy sao Điền? Thấy sao? Nói cổ nghe thấy sao? Cảm giác sao? Cảm giác ấm áp. Ấm áp. Dạ. Em có thích cô gái đối diện không? Dạ thích. Thích hả? Em muốn cô ấy về làm vợ mình không? Dạ cũng muốn. Cũng muốn đúng không? Đấy rất là chân tình. Anh thật sự nói anh rất thích chàng trai này. Rất là thật thà luôn. Có sao nói vậy. Hy vọng là hai bạn sẽ dành cơ hội cho nhau. Nào, để tay mình đút bấm đi các bạn. Anh khoái cặp này rồi đó. Nếu 15 ngày cưới anh chị Dân xuống đó. Dạ. Con tim mình sao nè? Hai đứa luôn nè. Đó. Thấy chưa? Đâu cần tới mình chi. Nào nắm tay nhau đi. À, bây giờ xin phép đàn gái nè cho hôn nụ hôn đầu tiên đi. Vậy em xin phép bà đàn gái cho em hôn bạn nữ cái. Anh muốn hôn em cái. Dạ rồi. Không, nó đơn giản quá. Hủy à, chứ không có chưa có hôn. Hủy không à. Thấy sao? Thấy thồn. Ôm. Thấy thồn. Trời ơi, thiệt tình dễ sợ luôn. Chúc mừng các bạn, chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén.
và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Robot thương hiệu quốc gia xin gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát, máy lọc không khí, thiết bị điện, dây cáp điện robot tại các điểm bán trên toàn quốc. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước RO và UF thiết kế hoàn hảo, 2020 trị giá 10 triệu đồng. Robot, người bảo vệ hữu hiệu. Vina Cacao gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vitadairy do Vina Cacao sản xuất. Vitadairy xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương Vitadairy. Vitadairy tài trợ cho đứa con đầu lòng của hai bạn một năm miễn phí cacao uống liền Vitadairy trị giá 32 triệu đồng. Ngon lành luôn. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan. Bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Sớm có tin vui nha. Em cảm ơn ạ. À. Đi một mà về hai á. Thôi, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời quý vị. Em thích mẫu người đàn ông thế nào? Cái đầu tiên mà gây ấn tượng với em là một bạn trai cao ạ, cao từ 1m7 trở lên. Được. Chân thành, chung thủy. Gu của em là cao to đen hôi. Cao to đen hôi đủ luôn. Thôi hồi tự em tìm hiểu ha. Hồi tôi không biết nha. Dạ, cái đó để em test gì. Test ha. Xin mời nhà gái nào. Bà Gân. Trời ơi, cô bé xinh xắn. Mời bạn trai. Rồi, mời đi em. Mời bạn gái giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân. Xin chào anh Nguyễn Linh. Em tên là Nguyễn Thị Á Tín. Năm nay em 30 tuổi. Em đến từ Bình Định. Em nghề nghiệp của em là giáo viên mầm non. Hiện tại em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Mời em trai. Chào chương trình. Chào Nguyễn Linh với đầu chị Hồng Vân. Em tên là Vui, quê ở Cần Thơ. Năm nay em 30 tuổi. Làm nghề cây khí. Sống ở Bình Tân là hết rồi. Bạn gái, cho chúng tôi biết một chút về ưu điểm, khuyết điểm đi. Dạ, ưu điểm của em là em rất là vui vẻ, hài hước, nhanh bắt chuyện. Em hợp với đây rồi đó, anh đây tên Vui đó. Dạ, em có một cái ưu điểm là nổi bật nhất là nói nhiều ạ. Sau này lúc đầu là ưu điểm là mình nói chuyện, mình có rất nhiều chuyện để chia sẻ với các bạn. Rồi bên đó là sao? Bên đó ưu điểm là gì, khuyết điểm là gì? Em chỉ là ưu điểm thôi, ít nói chứ hiền đấy. Em có lắng nghe không? Có lắng nghe chị. Nhưng em ghét giả dối với chân thật á. Ủa là sao? Ý là em ghét giả dối nhưng mà hết chân thật đó, như chị con chân thật á. Chèn ơi. Chị. Sao rung dữ vậy Vui? Tại em hơi hớp. Hồi đêm qua có ngủ không? Qua mất ngủ luôn á. Là tại vì hôm nay tham dự chương trình đó đúng không? Dạ, hôm nay nghe chương trình này thấy lo ngợp, suy nghĩ cái gì đó, ngủ không được, nằm lắc tay chán hoài. Vậy đó hả? Em có nghĩ là hôm nay em sẽ tìm được một nửa cuộc đời của mình không? Em cũng còn nguyện, không biết sao. Làm gì nôn vợ dữ vậy? Tới rồi, muốn vợ quá rồi. Vui đó, cười vậy thoải mái nè. Đó, vậy thoải mái. Yên tâm đi, ở đây có chị Hồng Vân với Nguyễn Linh. Bây giờ mình tỉnh rồi đó. Tình yêu của mình sao rồi? Yêu mấy lần rồi? Em chưa có yêu ai hết chị. Chị trong trắng vậy. Thì cũng vậy, dạ. Tại lý do gì? Tại em nói đi làm với ít cũng ít cho lưu với người ta rồi không có quen ai vậy rồi. Có ngày đi làm gì ở nhà bấm điện thoại với làm trong phòng không đi đâu nhé. Sao mà không có tiếp xúc với phụ nữ được? Cái ít gặp lắm, gặp như là mấy người đàn ông với bà phụ nữ không à, chứ không có như là gái vậy gái ít lắm. Vui vui, ví dụ em thấy con gái em có thích, thấy cô rung động gì không? Hay cái đẹp mình thấy ước gì mình nghĩ là vợ mình đó, trời ơi. Có bao giờ nắm tay phụ nữ chưa? Có hả? Nắm tay ai vậy? Giao tiếp như là cái phụ nữ như là mình giao lưu vậy đó. Có rồi bắt tay. Đầu bắt tay. Trong đầu em á là cái người phụ nữ của em phải như thế nào? Thì chỉ cần như là một dâu hiền hiếu thảo thôi, như là phải đẹp làm sao, phải da phải như thế nào, hay là đẹp cái chị được rồi. Đẹp cái chị được rồi. Cũng có chút chút. Cũng có chút chút. Tình yêu của em sao nè, nói cho anh Linh nghe đi. Dạ, chào anh Linh. Dễ thương.
Tình trường của em thì em đã trải qua được 2 mối tình rồi ạ. Kết thúc của em là cách đây đã gần 3 năm rồi ạ. Dễ thương lắm, vui. Em nghe nãy giờ anh nói chuyện, em cảm giác người đàn ông như thế nào? Em cảm giác như ảnh là người thật thà, hỏi gì nói đó vậy. Đúng rồi đó. À, cái người đó thẳng như ruột ngựa vậy đó. Dạ. Thật ra nữa em hỏi gì nói đó. Dạ. À, em sẽ khai thác triệt để. Triệt để luôn nha. À, thì khoảng bao lâu em có thể đồng ý cho bên đàn trai bước tới? Tầm khoảng 1 năm ạ. Cưới liền được không em? Cưới liền được không kìa? Ừ, cưới liền 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 là bao lâu ạ? Nếu là đồng ý là nhất rước em về Vinh liền à? Có sao nói vậy người ơi, đó rước liền luôn. Dạ. Anh đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ với lại một người bạn đồng nghiệp ạ. Mình xin kính chào MC Quyền Linh và chị Hồng Vân. Dạ. Mình là mẹ của Ái Tín. Mình thấy anh vui thì cũng được đó, nhưng mà mình không biết ý bé Tín như thế nào. Chứ mình thấy anh vui thật thà, cũng cao ráo cũng được. Mẹ nói vậy rồi đó, cảm ơn cô nha. Dạ. Nhưng mà với em á, em thích mẫu người đàn ông thế nào? Cái đầu tiên mà gây ấn tượng với em là bạn một bạn trai cao ạ. Cao từ 1m7 trở lên ạ. Được. Chân thành, trung thủy. Gu của em là cao to đen hôi ạ. Cao to đen hôi đủ luôn. Thôi hồi tự em tìm hiểu ha. Hồi tôi không biết nha. Dạ, cái đó để em test. Để test ha. Vui đi với ai? Dạ em đi có mình không? Mình lên đây. Trên đây có bạn bè, bà con gì không? Có bạn mà bạn có anh chị nữa. Ừ, không có bà con đây vậy chứ hả? Không, đi rồi, làm được rồi. Rồi. Đây có mọi người ủng hộ em nha. Dạ. Cố gắng lên. Bây giờ anh mở rào cho em nói chuyện với cô gái Ái Tím bên kia nha. Dạ. Mở rào. Hít hơi thật sâu vô thoải mái lên nha, đừng có căng thẳng như nãy nha. Đó. Rồi tới luôn. Chúc mừng anh. Rồi tặng quà. Em chào anh ạ. Nhưng ngày anh gặp em kỷ niệm anh tặng em quà. Dạ em cảm ơn anh ạ. Em cũng có một món quà cũng tặng anh ạ. Dạ. Trả em cái dụng cụ nè, đó em tặng mọi người bài hát hay gì vậy? Rồi, vui đứng gần gần đi nghe đi cho nó tình cảm vui. Dịnh dai rồi coi. Anh ơi một ngày gặp nhau bao nhiêu là vừa. Anh ơi mình đã gặp nhau bao nhiêu là vừa. Có lúc ta hay giận hờn vu vơ. Anh chẳng nói còn em là yêu. Anh ơi mình đã hiểu nhau đến bao nhiêu rồi. Đây là Valentine đầu tiên anh và em có nhau yêu nhau. Sao anh không ở đây bên em lúc này? Đây hoàng hôn ghé thăm nơi góc phố riêng đôi ta. Em mong sao ngày chóng qua. Anh ơi lần này yêu anh chỉ có hàng mê mới hiểu lòng em. Anh ơi anh nhớ nắm tay em qua thương đau. Anh ơi mình hãy bên nhau đến suốt cuộc đời. Rồi test luôn cái mùi nè, test luôn cái mùi đi cho tổng hợp cao to đen rồi. Sao em? Để sau đi. Em sẽ test sau. Được không vui? Ok. Rồi, nói chuyện nhau đi nào. Thấy anh sao? Dạ, em thấy anh nói là cao. Cao à? Dạ, cao. Cao to và sau thì với lại em cảm thấy qua những cái chia sẻ ban đầu của anh á thì em thấy anh là một người thật thà. Có thật thà. Thật thà, chất phác. Chất phác có. Dạ, có sao nói vậy? Có sao nói vậy, thôi rồi. Không có như người ta nói này đồng do, không có nói như là ngay thẳng vậy đó. Còn anh thì sao ạ? Anh có cảm nhận như thế nào về em ạ? À? Em thì không... Ok. Dạ. Em có thể hỏi anh một vài điều được không ạ? Hỏi đi. Dạ. Em đang lắng tai nghe. Dạ anh ơi, nếu như mà hai mình, em với anh á, mà mình tiến tới mối quan hệ thì anh mình sẽ ở đâu? Anh mình sẽ về quê hay là mình sẽ sống ở đây ạ? Còn nếu anh thích về quê thì anh về quê ở đây.
Em nghĩ đó là ta Hà thấy sợ luôn. Ta thích tạm biệt ở đây luôn ạ. Dạ. Anh Phúc Hạ giúp em luôn rồi ông mình. Một tức là em có A hoặc là B ok à? Cái đó không? Thì em có tính làm lập nghiệp ở đây mà. Em cũng dễ lắm, ta sống đâu được đâu có nào, chỗ nào sống được thì sống hả? Anh có điều gì muốn hỏi thêm về em không? Anh hỏi cho em nhiều là em thích nói lắm. Anh tạo điều kiện cho em nói. Anh chỉ thích nghe anh nói thôi chứ không. Có vậy hả? Thì hỏi người ta mới nói chứ, hỏi đi. Dạ. Nói nghe này, nãy người ta hát rồi, giờ em có hát được cho người ta không? Được chị. Hát liền luôn. Rồi nắm tay hát bài tặng cái coi xung xung với coi. Mời anh. Thơm quá. Gõ cửa trái tim quanh em đường vàng, gõ hồn tay tay nắm cánh thận rơi. Quên rồi. Quên rồi. Quên rồi, nhìn vô mắt của người ta là quên luôn, quên hết. Nút bên kia kìa. Đó. Em bấm chút luôn này. Thì tùy em à. Rồi bấm luôn rồi đó. 1 2 3 hết thời gian. Em gái không bấm hả? Dạ. Sao vậy? Dạ. Em không có ngại việc làm dâu. Nhưng mà em nghĩ rằng là nếu như mà mình có ba mẹ đó, mà mình đã ở ba mẹ ở ngoài quê thì em sẽ cảm thấy rất là sự lo lắng. Thì em nghĩ là có thể là khó có thể mà anh có thể chúng ta cùng chí hướng tiếp tục ở sống ở Sài Gòn được. Sống được, được mà. Ở dưới quê á còn 5-6 anh chị em, 7 người đâu mà. Anh này anh rất là chân tình, dễ thương luôn á. Cảm ơn hai em đã tham gia chương trình. Robot thương hiệu quốc gia xin gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát, máy lọc không khí, thiết bị điện, dây cáp điện Robot tại các điểm bán trên toàn quốc. Robot là thương hiệu hàng đầu trong ngành sản xuất thiết bị điện, điện tử tại Việt Nam, luôn đảm bảo tiêu chí an toàn điện. Robot, người bảo vệ hữu hiệu. Cho dù các bạn không bấm nút ngày hôm nay nhưng các bạn vẫn nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Đó là một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bàn nhỏ của mọi nhà. Vina Cacao gửi tặng hai bạn, mỗi bạn hộp cacao đa vị uống liền Vita Dairy do Vina Cacao sản xuất. Vita Dairy xin chúc hai bạn sớm tìm được tình yêu ngọt ngào như từng giọt yêu thương Vita Dairy. Dạ em cảm ơn chị, em cảm ơn. Các bạn sẽ tìm được một nửa kia của mình. Cố lên nhà vui nha. Cố lên nha. Ha, đây em đi bên đây. Và như vậy trong số này chúng ta có một cặp không bấm. Do đó là khán giả xem truyền hình có cơ hội nhận được một phần quà là máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan, bảo hành đổi mới năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Nếu như các bạn tham gia trả lời câu hỏi của chương trình thông qua fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Cảm ơn nhãn hàng Mắc He Biêu Uống Mọc Tóc ngăn ngừa rụng tóc đã tài trợ thực hiện chương trình. Mắc He là sản phẩm số 1 về điều trị rụng tóc và kích thích mọc tóc nhanh do người tiêu dùng bình chọn năm 2018. Hẹn gặp lại vào lúc 15:20 chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh. Quý vị khán giả có thể xem lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media và cổng thông tin Love TV. Và bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
thật là em không phải khen bản thân của em, mà em rất là tốt với lại nhiều người khác nữa. Sau nhiều biến cố xảy ra thì con bây giờ đã tầm chín rồi. 21 tuổi đầu rồi nghĩ sao còn chinh vậy? Còn chưa yêu nhưng mà còn dính không? Thế hỏi chứ. Còn, không lẽ chưa yêu mất tinh. Cái điều mà em cần nhất ở bạn gái em á là phải hiếu thảo với cha mẹ. Em có 1m49 lượng mà anh. Thì có thể mình thay đổi được mà em. Tại em bây giờ hối cũng cấy tóc được, đúng không hồi xưa. Chính xác. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 22h45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh.